Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Think Pro. Và lại là mình, Thiện Dũng đây. Sau rất nhiều bài đọc cũng như là tham khảo từ các bạn học sinh và sinh viên thì mình thấy rằng xu hướng hiện nay các bạn lựa chọn chiếc laptop gaming để phục vụ cho nhu cầu học tập cũng như là giải trí ngày càng phổ biến hơn. Và cũng rất nhiều bạn hỏi mình là dưới 20 triệu thì nên lựa chọn chiếc laptop gaming nào để phù hợp với những nhu cầu trên. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn không chỉ một mà đến 3 deal vô cùng hấp dẫn dưới 20 triệu và đương nhiên là laptop gaming rồi. Hãy cùng mình tìm hiểu xem ba đại diện này có gì nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình đã giới thiệu ngay cho anh em một đại diện xứng đáng là con ngoan trò giỏi trong tầm giá này. Đó chính là chiếc Acer Aspire 7. Nhìn qua một chút về ngoại hình thì anh em lại thấy rằng chiếc máy này giống hệt như một chiếc laptop văn phòng bình thường. Có một điểm khác duy nhất so với chiếc laptop văn phòng đó chính là phần tản nhiệt khá là hầm hố. Ngoài ngoại hình văn phòng ra thì em nó lại vô cùng nổi bật với một cấu hình siêu khủng như là sở hữu CPU AMD Ryzen 5 5500U và card đồ họa GTX 1650. Với cấu hình trên anh em hoàn toàn có thể chơi các... học các bộ môn như là CSGO hay PUBG một cách vô cùng thoải mái. Tổng thể thì máy cũng vô cùng chắc chắn do được trang bị mặt A cũng như là khung bàn phím bằng nhôm, sờ thì mát lẹ anh em ạ. Ngoài ra thì máy còn được trang bị một màn hình 15.6 inch, tấm nền IPS và độ phân giải Full HD. Tần số quét màn hình thì lên đến 144Hz và độ bao phủ màu là 65% sRGB. Với màn hình này mà anh em dùng để lướt web hay tìm tài liệu học tập thì cứ phải gọi là mướt mượt mượt luôn. Máy còn được trang bị một hệ thống tản nhiệt cực kỳ tốt, nhiệt độ tổng thể của máy được quản lý siêu tốt, kể cả với những tác vụ văn phòng, giải trí, học tập hay chơi game. Ngoài ra thì máy còn cung cấp cho người dùng một khả năng nâng cấp vô cùng tốt với 2 khe RAM và một khe SSD hỗ trợ lên đến 1TB. Điểm yếu duy nhất trên em này có lẽ là về phần bàn phím cũng như là trackpad khá là bình thường. Cảm giác gõ phím cũng như là vuốt trackpad đều dừng ở mức trung bình khá, không quá tệ nhưng cũng không phải là cái gì đó quá ấn tượng. Và màn hình chỉ dừng lại ở 65% sRGB nên sẽ không phù hợp với những anh em nào làm các tác vụ về đồ họa yêu cầu độ chính xác màu cao. Cục pin được trang bị trên máy có dung lượng là 48Wh, nhưng mà được trang bị một con CPU tiết kiệm điện nên là thời lượng pin khi sử dụng cực kỳ tốt. Nhưng mà vì là chiếc laptop gaming nên là mình vẫn recommend anh em cắm sạc để có thể tận dụng toàn bộ hiệu năng của em đó nhá. Nhìn chung thì em nó sẽ khá phù hợp với những người cần một cấu hình mạnh mẽ nhưng mà lại thích một vẻ bề ngoài đơn giản, không quá hầm hố. Tiếp theo vẫn là một sản phẩm đến từ nhà Acer, đó chính là chiếc Acer Nitro 5 bản AMD 2021, đã quá quen thuộc với anh em rồi. Khác với chiếc laptop Acer bên trên, Nitro 5 nổi bật với một ngoại hình vô cùng chiến. Mặt A thì nổi bật với logo Acer và có hai đường cắt vô cùng nam tính. Về cấu hình thì máy được trang bị CPU AMD Ryzen 5 5600H với 6 nhân và 12 luồng và vẫn là GPU GTX 1650 thôi. Hệ thống tản nhiệt thay vì hai quạt ở cùng một bên như là chiếc Aspire 7 thì với Nitro 5, hai quạt đã được đặt ở hai bên với nhiều hốc gió tản nhiệt hơn. Với cấu hình cũng như hệ thống tản nhiệt như trên, máy cho anh em một hiệu năng xử lý vô cùng mượt mà và ổn định. Tiếp theo thì máy vẫn được trang bị một màn hình 15.6 inch, tấm nền IPS Full HD với tần số quét 144Hz. Độ bao phủ màu cũng vẫn chỉ dừng lại ở 65% sRGB. Nghe cứ quen quen nhỉ. Và đương nhiên, với 65% sRGB, anh em vẫn không thể sử dụng các tác vụ đồ họa mà yêu cầu độ chính xác màu cao được. Có lẽ đây là điểm cần đánh đổi để có một hiệu năng vô cùng cao trong tầm giá này. Bàn phím của chiếc Acer Nitro 5 có độ nảy tốt, hành trình vừa phải, cảm giác gõ thì khá tốt. Trackpad thì vừa phải, cho cảm giác vuốt chạm khá là mượt mà, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức vừa phải thôi, cũng không phải là một cái gì quá ấn tượng. Ngoài ra thì máy vẫn cho anh em một khả năng nâng cấp khá là thoải mái khi được trang bị đến 2 khe RAM, một khe SSD và một khe HDD. Viên pin được trang bị trong máy có dung lượng lên đến 57Wh, là viên pin lớn nhất trong 3 con máy mình mang đến ngày hôm nay. Nhưng mà thời gian sử dụng thực tế chỉ dừng lại ở từ 2 đến 3 tiếng với những tác vụ nặng mà thôi. Nhưng mình vẫn recommend anh em cắm sạc vào để bung hết hiệu năng của nó nhé, tại vì laptop gaming mà. Cuối cùng là một đại diện đến nhà Acer, đó chính là chiếc TUF F15. Ngoại hình của em máy này vừa có nét gaming cũng như vừa có nét đơn giản nhẹ nhàng. Nổi bật nhất là mặt A của máy được làm từ một miếng kim loại với 4 điểm nhấn, giả 4 chiếc đinh tán nhìn khá là hay. Cơ bản thì chắc chắn hơn khá so với hai sản phẩm bên trên. Về màn hình thì lại một lần nữa với độ phân giải Full HD, IPS 15.6 inch, tần số quét 144Hz, khá là giống so với hai sản phẩm bên trên và đương nhiên là cũng 65% sRGB luôn. Chính vì thế nên em này cũng như là hai em bên trên đều không phù hợp với những nhu cầu làm hình ảnh yêu cầu độ chính xác cao. Về cấu hình thì máy được trang bị CPU Intel Core i5 10300H với 4 nhân và 8 luồng và GPU là GTX 1650, khá là giống so với hai em bên trên. Hiệu năng máy cho ra thì khá ok, nhưng vấn đề lớn nhất mình thấy là ở phần tản nhiệt. Em này làm không thực sự tốt như là Nitro 5. Theo như mình trải nghiệm những tác vụ nặng thì máy nóng lên khá là nhanh, nhiệt độ của CPU cũng như là GPU khá là cao. Đổi lại, chúng ta sẽ có một bàn phím tốt nhất trong 3 em máy mình mang đến ngày hôm nay. Bàn phím của em nói thì hành trình khá sâu, độ nảy tốt, cảm giác gõ cũng vô cùng tốt. Trackpad thì cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường thôi, không gì quá nổi bật. Viên pin được trang bị trên máy có dung lượng là 48Wh, hơi đuối khi mà anh em dùng các tác vụ nặng mà không cắm sạc. Nhưng mà laptop gaming mà, có lẽ là mình không cần nhắc lại việc cắm sạc để bung hiệu năng đúng không? Nhìn chung với chiếc TUF F15, anh em sẽ có một chất lượng build khá là ok, một chiếc bàn phím khá tốt. Điểm yếu duy nhất trên máy là máy khá nóng. Tóm lại thì trên đây là 3 chiếc laptop gaming theo mình đánh giá là tốt nhất trong tầm giá dưới 20 triệu.
Và anh em cũng đừng quên là tại ThinkPro đang có chương trình tháng 5 là một chạy số với vô cùng nhiều các deal giảm giá hấp dẫn. Và cũng tại ThinkPro, khi anh em mua Microsoft 365 bản quyền cộng với laptop AMD, anh em sẽ được giảm giá ngay 300.000 đồng. Chi tiết mình sẽ để đường link ở phía bên dưới cho anh em nào quan tâm có thể click vào nhé. Và cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe cho ThinkPro. Và cũng đừng quên ấn nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ những video chúng mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.